khán giả của truyền hình MyTV thân mến, trước mắt chúng ta là trận đấu giữa Estonia và Bỉ, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro năm 2024. Ở trước trận đấu này, tại khuôn khổ bảng F thì đội tuyển Áo đang tạm thời dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận cùng với kết quả là 2 thắng 1 hòa. Bỉ và Thụy Điển đang cùng đá 2 trận, tuy nhiên Bỉ đã có 4 điểm, trong khi đó thì Thụy Điển chỉ có 3 điểm. Ngày hôm nay là một trận đấu mà đội tuyển Bỉ được ví như là ngư ông đắc lợi nếu như Áo và Thụy Điển ngày hôm nay chia điểm ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó với Estonia, họ mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận đã đấu. Nếu như trận này tiếp tục nhận thất bại thì Estonia có thể sẽ nói lời chia tay với giấc mơ tham dự Euro 2024. Chúng ta cùng đến với quốc ca Bỉ. Vừa rồi là quốc ca Bỉ và chúng ta cùng chuẩn bị đến với quốc ca nước chủ nhà Estonia. Vừa rồi là quốc ca Estonia. Ngày hôm nay với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên sân vận động Tallinn thì các cầu thủ của Estonia ngày hôm nay đang đặt mục tiêu là có điểm trước đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên để đạt được điều đó thì thực sự rất khó khăn khi mà đối thủ của Estonia ngày hôm nay, một đội tuyển Bỉ không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trước trận đấu này thì Bỉ và Estonia đã gặp nhau 4 lần ở trong thập niên trước ở khuôn khổ các vòng loại của World Cup 2018 và 2022, và Bỉ giành chiến thắng cả 4 trận. Đây là đội hình ra sân của đội chủ nhà Estonia.
Ngày hôm nay thì Estonia ra sân với sơ đồ là 3-5-2. Thủ thành mang áo số 12 Hein. Bộ ba trung vệ gồm có Kuz mang áo số 2, số 18 là Mets và số 16 là Pearson. Bộ năm tiền vệ của Estonia gồm có Sijanski mang áo số 10, số 20 là Pum, số 4 là Kait, số 17 là Müller và số 23 là Teneste. Trong khi đó thì bộ đôi tiền đạo của Estonia ngày hôm nay sẽ là số 11 Ojama và số 15 Sapinen. Trên màn hình đang là sơ đồ ra sân của đội khách Bỉ. Đội tuyển Bỉ ngày hôm nay ra sân với sơ đồ là 4-3-3. Thủ thành mang áo số 13 Sens. Bộ tứ vệ gồm có Tite mang áo số 3, số 5 là Vertonghen, số 4 là Faes và số 21 là Castagne. Bộ ba tiền vệ sẽ gồm những cái tên khá quen thuộc như số 11 Carrasco, số 8 Tielemans và số 16 Brands. Trong khi đó thì bộ ba tiền đạo của đội tuyển Bỉ ngày hôm nay sẽ gồm có Trezor mang áo số 14, số 10 là Lukaku và số 19 là Bakayoko. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bỉ là ông Domenico Tedesco. Ngày hôm nay thì người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Bỉ là Romelu Lukaku. Và đây là một sự kiện đã khiến cho nội bộ của đội tuyển Bỉ đã gặp một chút sóng gió. Trong 24 giờ qua thì Thibaut Courtois, thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid, đã nói bóng gió rằng anh không hề ủng hộ quyết định mà ông Tedesco trao bằng đội trưởng của đội tuyển Bỉ cho Lukaku. Đội tuyển Bỉ với thế hệ của Lukaku, anh em nhà Hazard và rất nhiều những ngôi sao có thể nói là nổi đình nổi đám khác đã không thể giành được bất cứ một danh hiệu nào trong những năm qua. Và họ coi Euro 2024 là cơ hội cuối cùng để thế hệ cầu thủ tài năng này có thể chạm tới một danh hiệu. Như vậy là hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Đội tuyển Bỉ ở trong hiệp thi đấu đầu tiên bảo vệ khung thành bên phía tay trái, ra sân trong trang phục quần trắng áo trắng. Trong khi đó thì đội chủ nhà Estonia với trang phục áo xanh quần đen bảo vệ khung thành bên phía tay phải của quý vị và các bạn. Trong đội hình của đội tuyển Bỉ ra sân ở trận đấu ngày hôm nay thì có tới 3 cầu thủ đang thuộc biên chế của Leicester City, gồm có Yuri Tielemans, gồm có Wout Faes và số 21 là Timothy Castagne. Đây là 3 cầu thủ đang tìm cách rời khỏi sân King Power ở trong mùa hè này, sau khi mà Leicester là một trong 3 đội của Premier League cùng với Southampton và Leeds đã xuống hạng. Castagne và Tielemans có cửa ra đi cao hơn, trong khi đó thì Faes dường như là sẽ ở lại với Leicester nếu như mà không nhận được một lời đề nghị nào thực sự hấp dẫn. Bakayoko có một ngoại hình khá giống Rafael Leao của AC Milan, tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha. Một nhân tố của đội tuyển Bỉ cũng chơi ấn tượng tại Euro 2020 đó là Doku, thời điểm hiện tại đang chưa ra sân trong đội hình xuất phát. Quả đá phạt cho đội chủ nhà Estonia. Vừa rồi thì Teniste đã không đón được bóng. Thuyền trưởng của đội tuyển Bỉ, xin lỗi quý vị và các bạn, là đội tuyển Estonia, đó là ông Thomas Haberli, người Thụy Sĩ. Cả Tedesco của Bỉ và Haberli của Estonia đều là những huấn luyện viên chưa có được bất cứ một thành tích nào nổi bật. Bakayoko, Castagne,
Trong số những cầu thủ đang ở trên băng ghế dự bị của đội tuyển Bỉ ngày hôm nay, chúng ta có thể điểm qua một vài cái tên đáng chú ý, ví dụ như số 23 Michy Batshuayi, và một người mà chúng tôi vừa nhắc tới đó là Jeremy Doku, mang áo số 7 hiện tại cũng đang ở trên băng ghế dự bị. Và một nhân tố khác cũng rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Bỉ đó là Alexis Salemaker, tiền vệ tấn công của câu lạc bộ AC Milan. Những nhân tố nổi đình nổi đám của đội tuyển Bỉ như Kevin De Bruyne của Manchester City hay Thibaut Courtois của Real Madrid ngày hôm nay không ra sân. Vừa rồi là pha phạm lỗi của Castagne, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Castagne có gương mặt khá giống Darren Fletcher, một cựu cầu thủ của Manchester United. Pha chơi bóng của Pum. Một tình huống khá lộn xộn. Lukaku là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết UEFA Champions League, chứ không phải người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đó là Rodri. Lukaku đã có những tình huống vô duyên và có những pha xử lý ở những khoảnh khắc quyết định có thể nói là khá non. Sẽ thật không công bằng nếu như nói Lukaku là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Inter trước Manchester City. Tuy nhiên, những pha bỏ lỡ cùng với những tình huống vô duyên của Lukaku là một trong những tác nhân lớn dẫn đến việc Inter thất bại trước Manchester City trong một trận đấu mà chính đoàn quân của Pep Guardiola cũng chơi không thật sự tốt. Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa Estonia và Bỉ trên sóng truyền hình MyTV thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Cùng thời điểm này, trên sóng truyền hình MyTV chúng tôi còn chuyển tới quý vị và các bạn trận đấu giữa đội tuyển Áo và Thụy Điển. Bakayoko pha đưa bóng vào không thành công. Cùng với vòng loại Euro 2024 thì trên sóng truyền hình MyTV ở trong mùa giải tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn, đó là những diễn biến của FA Cup. Pha xử lý rất bình tĩnh của Pearson. Pha chuyển hướng không thành công của đội tuyển Bỉ. Vừa rồi thì Bakayoko đã không thể xử lý. Pha không chế bóng không thành công. Vừa rồi là tình huống xử lý có thể nói là khá lỗi về mặt kỹ thuật của Bronx. Đội tuyển Bỉ đang cố gắng khoan mạnh vào bên phía cánh trái của Estonia, nơi mà Kuz dường như tỏ ra khá lung túng trong mỗi tình huống mà Bakayoko xuống biên và dùng sức mạnh cũng như tốc độ để đột phá. 36% là tỷ lệ kiểm soát bóng của Estonia trong 7 phút đã qua của hiệp 1. Việc Estonia kiểm soát bóng ít thời lượng hơn Bỉ không phải là điều bất ngờ, nhưng ít đến như vậy thì cũng chứng tỏ một điều là đẳng cấp của hai đội hiện tại là khá chênh lệch. Và như chúng tôi đã nói, ở trận này thì Bỉ không ra sân với những hào thủ mạnh nhất của mình. Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về Estonia.
người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này là số 20 Pum. Nguy hiểm. Bakayoko. Một pha phá bóng an toàn của tiền đạo bên phía đội tuyển Bỉ. Tiếp tục là đội bóng áo trắng. Pha xuống biên không thực sự tốt. Trọng tài xác định đã có pha phạm lỗi. Người vừa phạm lỗi với Tillemans đó là Ojama. Tillemans là một trong số những cầu thủ được gắn với một cụm từ đó là overrated, tức là bị đánh giá cao hơn so với năng lực thực có. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022 thì Youri Tillemans đã từng ở rất gần với những câu lạc bộ như Arsenal hay Manchester United. Tuy nhiên ở thời điểm đó, mức giá Leicester City đưa ra là khá cao. Và cuối cùng đến thời điểm hiện tại, những đội đã từng vuột mất cơ hội để sở hữu Tillemans ở mùa hè năm ngoái cũng như là mùa đông năm 2023 đã không còn thực sự tiếc nuối nữa. Tiền vệ người Bỉ đã có một mùa giải 2022-2023 được coi là thất bại với Leicester. Lúc này thì đội tuyển Bỉ đã có một chút xáo trộn về mặt đội hình khi mà Trezor là người đã lui về để đá vị trí tiền vệ tấn công, và ông Tedesco đã đẩy Carrasco lên đá ở vị trí tiền đạo chạy biên trái. Carrasco là một cầu thủ rất đa năng. Tại Atletico Madrid thì đôi khi Carrasco còn có những pha nhập vào như một trung phong để có thể dứt điểm. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Estonia trong những phút vừa qua chơi rất mạch lạc và họ không hề tỏ ra bị cuống trước các pha xuống biên cũng như là tổ chức phối hợp răng ngang của đội tuyển Bỉ. Phản công cho đội bóng áo trắng. Tita. Ném biên cho đội khách. Lúc này thì tỷ lệ dự đoán đội tuyển Bỉ giành chiến thắng đang là 76% theo thống kê của 365 Score. Trong khi đó thì tỷ lệ chiến thắng của Estonia chỉ là 10% mà thôi. Và trong hơn 14.000 kết quả bình chọn ngay ở thời điểm hiện tại mà chúng tôi đang theo dõi thì tỷ lệ hòa của trận này là 14%. Như vậy là những tỷ lệ có lợi về điểm số cho Estonia đều đang ở dưới mức 15%. Có thể nói là cơ hội của Estonia ngày hôm nay, từ những dự đoán chuyên môn trước trận
cho tới những dự đoán về mặt con số ở một số chuyên trang uy tín thì đều không có những kết quả tích cực cho đội bóng áo xanh. Ở trận đấu cùng giờ thì Áo và Thụy Điển vẫn chưa có bàn thắng. Đây là một trận đấu nếu như Áo và Thụy Điển chia điểm và Bỉ có 3 điểm trước Estonia thì Lukaku cùng với các đồng đội là người sẽ cười tươi nhất ở sau lượt trận vòng loại Euro này. Lượt trận mà quý vị và các bạn đang theo dõi cũng là lượt trận vòng loại Euro cuối cùng ở giai đoạn sau mùa giải 2022-2023. Sau đây thì các cầu thủ sẽ có vài ngày để nghỉ ngơi trước khi trở lại các câu lạc bộ để tham dự những chuyến giao hữu quốc tế cũng như là tham dự những giải đấu ngắn ở trong khuôn khổ mùa hè. Chúng ta sẽ quay trở lại với vòng loại Euro 2024 vào thời điểm tháng 9 năm 2023 này. Khá bất ngờ khi đến thời điểm hiện tại thì Estonia họ không hề tỏ ra lúng túng như cái cách mà San Marino đã hứng chịu trước Phần Lan vào rạng sáng ngày hôm qua. Sau khi mà Roberto Martinez rời đội tuyển Bỉ thì Tedesco chịu rất nhiều áp lực. Tedesco đến ở thời điểm mà những ngôi sao hàng đầu của thế hệ vàng đội tuyển Bỉ đang có dấu hiệu đi xuống về phong độ và đi lên về mặt tuổi tác. Eden Hazard đã trải qua 3 mùa giải có thể nói là đáng quên nhất sự nghiệp tại Real Madrid. Trong khi đó thì Kevin De Bruyne cũng ngày một nhiều tuổi và Lukaku thì chưa bao giờ là một phương án có thể đặt trọn niềm tin ở những trận đấu quan trọng. Những ngôi sao khác như Thorgan Hazard hiện tại đã không còn xuất hiện. Những người như Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen thì không còn giữ được phong độ như trước nữa. Euro 2024, nếu như đội tuyển Bỉ có vé tham dự thì đó sẽ là cơ hội và giải đấu lớn cuối cùng mà thế hệ vàng của Hazard, của Lukaku, của De Bruyne có thể còn sát cánh cùng nhau. Quả phạt góc thứ hai của trận đấu và nó vẫn thuộc về Estonia. Dứt điểm. Vừa rồi thì một cầu thủ Estonia đã bật lên nhưng không chạm được bóng. Bakayoko phản công cho đội tuyển Bỉ. Một tình huống 3-1. Lukaku đang di chuyển. Hơi mạnh. Lukaku. Dứt điểm quá chủ quan. Phạt dứt điểm ở tư thế vừa rồi của Lukaku không đủ độ hiểm để có thể đánh bại thủ thành Hein của Estonia. Việc không sử dụng được chân phải trong tình huống này là một điểm rất thiệt thòi dành cho tiền đạo của Milan. Trong mùa giải vừa rồi khi Lukaku chấn thương thì Inter đã sử dụng cặp Edin Dzeko cùng với Lautaro Martinez khá hiệu quả. Việc Lukaku chấn thương một khoảng thời gian lớn ở trong mùa giải vừa rồi cũng khiến cho những động tác xử lý bóng và cảm giác bóng của tiền đạo này không còn thật sự tốt. Trong pha bóng vừa rồi, nếu như Lukaku giữ lại một nhịp và thực hiện một đường căng ngang cho Bakayoko thì cơ hội của đội tuyển Bỉ sẽ được tăng lên rất nhiều về độ nguy hiểm. Ở một tình huống như vậy, nếu như không có một cái chân trái thuộc dạng siêu việt như Lionel Messi thì rất khó để Lukaku có thể mở lòng và đưa bóng ra góc xa khung thành. Một tình huống rất đáng tiếc nhưng nó cũng cho thấy sự chủ quan của Lukaku.
Lúc này do điều kiện thời tiết, bên ngoài phòng bình luận của chúng tôi đang không thật sự tốt, cho nên thi thoảng quý khán giả sẽ thấy một vài khoảnh khắc tín hiệu được truyền đến màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn không hoàn hảo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi trận đấu giữa Estonia và Bỉ thông cảm. Vừa rồi là pha đi bóng không thành công của Carrasco. Carrasco là một trong những cầu thủ có thể nói là khá đặc biệt của bóng đá châu Âu. Anh từng thi đấu rất thành công cùng với Atletico Madrid trong một giai đoạn, sau đó bất ngờ chuyển sang Trung Quốc để đá ở trong giai đoạn mà giải vô địch quốc gia Trung Quốc ở thời điểm bong bóng về tài chính, khi mà rất nhiều những ngôi sao từng vang bóng ở châu Âu đã sang Trung Quốc thi đấu, ví dụ như Carlos Tevez hay Didier Drogba ở giai đoạn năm 2015 cho tới 2017. Và sau khi bong bóng tài chính của giải vô địch quốc gia Trung Quốc vỡ vụn thì Carrasco trở lại châu Âu và vẫn đá tốt. Đó là một trong những trường hợp rất hiếm hoi. Tielemans, Castagne không đỡ được bóng. Vào Faes, Yuri Tielemans và Timothy Castagne là ba cầu thủ đã xuống hạng cùng với Leicester City ở trong mùa giải vừa rồi tại Premier League, và đến lúc này họ vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Từ một cầu thủ được định giá đã lên tới 80 triệu euro như Yuri Tielemans, đến lúc này thì tiền vệ người Bỉ chỉ còn bằng phân nửa mức giá mà anh đã từng có ở những mùa giải trước. Vừa rồi là pha đi bóng không thành công của Teniste. Các cầu thủ Estonia đang cho thấy họ không hề bị ngợp trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Và điều đặc biệt là Estonia ở trong một vài khoảnh khắc, họ đang có vẻ như là đã tìm ra hướng để tiếp cận khung thành của đối phương. Từ những quả treo bóng vào bên trong của Pum cho đến những pha xuống biên của Teniste cũng như là Müller. Đã có pha phạm lỗi. Vừa rồi thì số 4 của đội chủ nhà Estonia Kait đã bị Bronx truy cản trái phép ở khu vực giữa sân. Việc Estonia không bị vỡ tuyến giữa với một lực lượng 5 người giăng ngang là một trong những điều bất ngờ đến lúc này của trận đấu. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu đã được rút ra. Thẻ vàng đầu tiên thuộc về Castagne của đội tuyển Bỉ, và thẻ vàng thứ hai cũng thuộc về đội khách, đó là trường hợp của Bronx sau pha va chạm với Kait. Bỉ đang cố gắng đa dạng hóa các pha lên bóng của mình, từ xuống biên, chơi trung lộ cũng như là treo bóng vào trong vòng cấm của đối thủ. Tuy nhiên tất cả những phương án đó đến giờ vẫn chưa thành công. Ở trong các trận đấu cùng giờ thì lúc này đội tuyển Na Uy của Erling Haaland đã có một bàn trước đảo Sip. Moldova đang bị dẫn 0-1 trước Ba Lan. Trong khi đó thì Albania đang dẫn 1-0 trước quần đảo Faroe. Luxembourg đang dẫn Bosnia 1-0. Lần này thì đến lượt số 6 của đội tuyển Bỉ bị đau. Người vừa có pha va chạm với Vrong là Siniavski.
thẻ vàng thứ 3 của trận đấu. Trung bình thì cứ 8 phút trôi qua từ đầu trận đấu đến giờ, trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm. Lý do dẫn đến tốc độ chậm này phần nhiều là bởi đội tuyển Bỉ đang bế tắc. Ý định ban đầu sử dụng Trezor, Lukaku cùng với Bakayoko để dùng thể lực và tốc độ khoan phá hàng phòng ngự của Estonia đến lúc này với huấn luyện viên Tedesco đã thất bại. Rất khéo léo, Estonia tấn công. Việt vị mất rồi. Pha đi bóng của Sinyavsky bên cánh trái là khá hay. Tuy nhiên sau khi anh trả cho Müller thì số 17 của Estonia đã rơi vào trạng thái việt vị. Vào Fares, bóng không thể đến được chân của Lukaku. Phản công cho Estonia. Wrongs. Đội tuyển Bỉ đang chơi khá vô hồn. Họ không thể sử dụng những đường đan bóng ngắn. Và ở trong những pha chuyền dài vượt tuyến thì địa chỉ của những đường chuyền đó thường xuyên không được xác định. Tuyến dưới và hàng tấn công của đội tuyển Bỉ lúc này đang mất liên lạc. Một pha phạm lỗi của Ojama. Thẻ vàng thứ 4 của trận đấu. Chỉ mới 26 phút trôi qua, mỗi bên đã nhận 2 thẻ vàng. Một trận đấu căng thẳng theo đúng nghĩa nếu như nhìn vào số thẻ phạt mà cả hai bên đã phải nhận từ đầu hiệp 1 đến giờ. Ojama đã có pha phạm lỗi với Jan Vertonghen. Pha không chế bóng không thành công của Carrasco. Castagne. Bakayoko. Tiếp tục là đội tuyển Bỉ, quả treo bóng vào. Wrongs. Tite. Tiếp tục là Castagne. Rất khéo léo. Tuy nhiên pha trả bóng vào bên trong của Carrasco cho Lukaku đã không thực sự hoàn hảo. Nó vừa yếu về lực và vừa thiếu về độ chính xác.
các cầu thủ Estonia rất bình tĩnh trong việc hóa giải những đường lên bóng của đội tuyển Bỉ. Họ không bị cuốn vào việc các cầu thủ có tốc độ cao như Treasure hay Bakayoko xử lý. Họ đang tổ chức phòng ngự khu vực rất tốt, không nhất thiết phải theo kèm hoặc là bắt chết một cá nhân nào cả. Phản công cho Estonia rất hay. Siaski. Pha dứt điểm vừa rồi của số 10 bên phía Estonia không chính xác. Tuy nhiên nó cũng cho thấy rằng nếu như cần phải chơi một thế trận phòng ngự phản công theo cách song phẳng thì Estonia họ đang làm được trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, đó là đội tuyển Bỉ. Ở trong pha bóng này khá may cho Sens, nếu như cái chân của Fes giơ ra trong tình huống này mà nó chạm được vào bóng thì có thể bóng sẽ đổi hướng và bay thẳng vào khung thành của đội tuyển Bỉ. Quả phạt góc thứ 3 của Estonia, người thực hiện tiếp tục là Pum mang áo số 20. Một pha đánh đầu không chính xác. Người vừa bật cao trong tình huống vừa rồi là trung vệ Kuus. Kuus đã bật cao hơn tất cả. Tuy nhiên điểm chạm giữa đầu anh và trái bóng là không thực sự hoàn hảo. Lukaku rất vất vả tổ chức đá phạt nhanh. Carrasco, Tielemans, Castagne, Bakayoko cắt ngang, phạt góc cho đội khách. Đấu đã bước sang phút thứ 32. Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu đến lúc này thuộc về đội tuyển Bỉ với pha phản công và dứt điểm sau đó của Lukaku. Trezor. Bóng vẫn trong chân đội bóng áo trắng. Nếu thế trận này được giữ nguyên trong khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 2 và những phút sắp tới còn lại của hiệp 1 thì sẽ không bất ngờ nếu như ở khoảng thời gian gần cuối trận Estonia là đội sẽ có bàn thắng. Họ đang cố gắng giữ sức để có thể bung ra ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó đội tuyển Bỉ với những cầu thủ trẻ, khỏe như Treasure hay Bakayoko đang cố gắng dùng sức để khai phá hàng phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên từ khoảng thời gian đầu hiệp 1 đến giờ thì những tình huống đâm vào trung lộ của Estonia đến từ Trezor và Bakayoko đang không thành công. Vrancs. Lukaku làm tường. Trezor. Castagne. Pha phối hợp nhóm 1-2 không thực sự tốt. Hay nói cách khác,
là Trezor và Castagnier trong tình huống vừa rồi đã không hiểu nhau. Nếu như hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều thì đây sẽ là một kết quả khá bất ngờ với những người đã đặt niềm tin vào đội tuyển Bỉ trước trận. Pha khống chế bóng khá chủ quan của Tielemans. Pha mở biên rất tốt. Đây là Carrasco. Tiếp tục là Carrasco. Không có tình huống dứt điểm, Carrasco đã đẩy bóng sang cho Trezor. Runs. Pha không chưa tốt của Castagnier. Anh đã dùng vai để đè đối phương và lấy bóng hợp lệ. Tuy nhiên sau đó khi Estonia tổ chức lại hệ thống phòng ngự, dù với sự xuất hiện của Carrasco thì đội tuyển Bỉ vẫn không thể đi qua được sự truy cản của hai cầu thủ Estonia trước mặt. Mỗi một lần đội tuyển Bỉ được hưởng phạt góc thì ông kính truyền hình lại lia rất nhiều đến Romelu Lukaku. Người thực hiện quả đá phạt là Trezor. Quả đá phạt góc ở tầm thấp có ý đồ để gây ra sự rối loạn trong hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ. Xin lỗi quý vị và các bạn của Estonia, tuy nhiên đường bóng vừa rồi của Trezor là khá nhẹ về lực. Nếu như nó mạnh hơn thì có thể các cầu thủ Bỉ đã không thể hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Castagnier. Vào Fais. Lúc này thì Jan Vertonghen là trụ cột hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ. Tiếp tục là Castagnier. Bóng trả ngược cho Franz. Lukaku! Bóng đã đi vào lưới, nhưng chúng ta phải chờ xem quyết định cuối cùng của trọng tài. Như vậy là có vẻ như bàn thắng đã được công nhận cho tiền đạo của Inter. Chúng ta cần tình huống quay chậm để xem liệu rằng chân Lukaku đã chạm được vào bóng hay chưa, hay đó là một tình huống mà các cầu thủ Estonia tự đưa bóng về lưới nhà. Rất có thể là cả hai ở trong tình huống này đều không chạm bóng. Có thể là cả Pearson và Lukaku đều không phải là người đưa bóng vào lưới. Đúng là như vậy. Như vậy là quả chơi bóng vào của Bronx bên phía đội tuyển Bỉ đã đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên bàn thắng vẫn được tính cho Lukaku. Như vậy là cựu tiền đạo của Manchester United đã có 5 bàn sau 3 trận đã qua tại vòng loại Euro 2024.
một pha thả bóng có ý đồ của Lukaku. Ở các trận đấu cùng giờ với trận đấu giữa Estonia và Bỉ, và quý vị và các bạn đang theo dõi, thì Luxembourg vẫn đang dẫn Bosnia với tỷ số 1-0. Ba Lan đã ghi thêm một bàn nữa vào lưới Moldova trên sân khách, và lúc này thì Ba Lan đang dẫn 2-0. Albania vẫn dẫn 1-0 trước quần đảo Faroe. Trong khi đó thì Hungary cũng đã mở điểm trước Litva, và Na Uy thì vẫn dẫn Cộng hòa Sip với tỷ số là 1-0. Quá đơn giản. Lần này thì các cầu thủ Bỉ đã có thể ăn mừng bàn thắng một cách trọn vẹn hơn. Lukaku đã không còn bị bất ngờ như tình huống mở điểm của đội tuyển Bỉ nữa. Pha căng ngang vừa rồi đến từ số 3 Tite là hoàn hảo. Nó mạnh để đủ đánh bại hàng phòng ngự của Estonia, và nó cũng chính xác về hướng để cho Lukaku trong một tình huống băng lên đơn giản đã có thể đệm bóng vào lưới. Cú đúp dành cho tiền đạo của Inter, và anh đã có 6 bàn sau 3 trận đã qua tại vòng loại Euro 2024. Như vậy là sau khoảng hơn 30 phút đầu bế tắc, thì chỉ trong vòng 3 phút Lukaku đã giúp cho đội tuyển Bỉ có 2 bàn. Mặc dù ở trong bàn thắng đầu tiên thì tiền đạo của Inter không phải là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng đi vào lưới. Castagne, Bakayoko, Trezor. Bóng được trả ra cho Castagne. Như vậy đã có thể khẳng định là trận đấu đang nằm hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Tedesco. Vertonghen, hiệp một trận đấu còn khoảng 3 phút nữa sẽ kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Như vậy là mọi kế hoạch của Estonia đã phá sản. Họ đã đứng vững trong hơn 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên ở những tình huống theo khoảnh khắc thì hàng phòng ngự của Estonia vốn được bố trí rất khoa học và chặt chẽ từ đầu trận đấu đến giờ đã không thể phát huy tác dụng. Quả treo bóng của Vranj. Tiếp tục là Lukaku. Đỡ bước một không hoàn hảo. Pha trả ngược của tiền đạo người Bỉ. Huấn luyện viên Tedesco đang ra dấu là các cầu thủ cần phải giữ vững cự ly tốt hơn nữa. Ở trong một vài tình huống đã qua, đặc biệt là ở những phút đầu tiên của hiệp 1, thì cự ly đội hình là thứ mà đội tuyển Bỉ yếu nhất. Họ thường xuyên rơi vào trạng thái là tập trung quá nhiều nhân sự ở những khoảng không gian mà không uy hiếp được khung thành của đối phương trên mặt trận tấn công, cũng như không tổ chức bắt người khu vực tốt ở hàng phòng ngự.
Estonia phản công. Một tình huống 1 đánh 4 rất khó. Tuy nhiên các cầu thủ Estonia vẫn biết cách để có thể xử lý. Sinyaski, Lukaku, dứt điểm. Bóng vẫn trong chân đội chủ nhà. Sivaski trả ngược cho tuyến hai. Ném biên cho Estonia. Ném biên của đội trưởng Metz rất hay. Một tình huống khá nguy hiểm. Một phút là khoảng thời gian bù giờ của 45 phút đầu tiên. Sau hai bàn thua phải nhận rất chóng vánh, chỉ trong khoảng 3 phút thì Estonia dường như đã sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý. Những pha xử lý khéo về kỹ thuật và mạnh mẽ về thể lực của Vrancz. Anh đang là tiền vệ chơi ấn tượng nhất của đội tuyển Bỉ trong 45 phút đã qua. Như vậy là hiệp 1 trận đấu đã khép lại. Đội tuyển Bỉ đang tạm dẫn 1-0. Xin lỗi quý vị và các bạn là 2-0 với cú đúp của Romelu Lukaku. Estonia đã phá sản trong kế hoạch cầm chân đội khách cho đến hết hiệp 1. Và kế hoạch tiết kiệm sức để bung ở hiệp 2 của Estonia đến lúc này, nếu có được thực hiện thì cũng không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Dù đã ghi tới 2 bàn trong 45 phút đầu tiên, nhưng dường như Lukaku vẫn không thực sự vui. Chúng ta sẽ tạm nghỉ khoảng 15 phút trước khi đến với những diễn biến trong hiệp 2.
Chúng ta đang trở lại hiệp 2 cuộc đối đầu giữa Estonia và Bỉ, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Ở trong 45 phút đầu tiên, với cú đúp của Romelu Lukaku thì đội khách Bỉ đã tạo được một lợi thế rất lớn và 3 điểm dường như đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Tedesco. Ở trong hiệp 2 này, Estonia đang rất quyết tâm để có thể giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà Tallinn ngày hôm nay. Tuy nhiên, với thế trận đã có ở trong hiệp 1 cùng với việc là chênh lệch về mặt chất lượng cầu thủ cũng như về lối chơi và đẳng cấp thì rất khó để Estonia có thể có được điều mình cần. Tielemang, Bakayoko, Trezor. Các cầu thủ Estonia đang rất vất vả trong việc tịnh tiền bóng lên phía trước. Sau 45 phút đầu tiên thì đội tuyển Estonia đã có một sự thay đổi người. Số 11 Hendrik Ojama là người rời sân và vào sân là số 7 Georgi Tunjov. Trong khi đó thì bên kia chiến tuyến, đội khách Bỉ vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Dứt điểm. Vừa rồi là pha ra chân rất nhanh của Sapinen. Một pha vặn sườn về trong kèn đến từ Sapinen. Đáng tiếc là số 15 của Estonia đã có một pha dứt điểm ăn hơi nhiều ra má ngoài. Xin lỗi quý vị và các bạn, ăn hơi nhiều vào má trong. Đây là Trezor. Tielemang đang di chuyển và Lukaku cũng vậy. Bakayoko rất hay. Dứt điểm. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 3-0. Một pha phối hợp giữa Bakayoko và Trezor. Castagnier. Pha ra chân rất nhanh của Castagnier. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải. Bóng đã
chạm đầu một cầu thủ Estonia và như một đường trả ngược lại tuyến 2 cho Castagne. Pha dứt điểm bằng má ngoài chân phải của hậu vệ đang thuộc biên chế Leicester City là rất mạnh. Tuy nhiên nó thiếu đi một chút xíu chính xác để có thể găm thẳng bóng vào lưới khung thành của Estonia. Đội tuyển Bỉ đang tổ chức vây giáp và bắt người ngay bên phần sân của Estonia. Hai bàn thắng có được trong hiệp 1 là một lượng vốn rất dày để Bỉ có thể thoải mái tấn công. Họ không quá quan ngại việc Estonia có thể có những tình huống khoan phá khung thành bên phía của đội khách. Vừa rồi là pha phá bóng không thực sự hoàn hảo của Jan Vertonghen. Đội tuyển Bỉ chuẩn bị có một vài sự thay đổi nhân sự và trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn đang là Doku. Nếu như Doku được tung vào sân thì có thể anh sẽ thay cho Carrasco hoặc Bakayoko. Quả chơi bóng của Estonia, bóng vẫn trong chân đội chủ nhà, nguy hiểm. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi là của số 23 Teniste và Tite là người đang nằm sân. Pha cho bóng vào của Teniste có thể nói là khá cầu thả khi anh có đầy đủ không gian và thời gian để có thể nắn chỉnh đường cắt ngang của mình một cách chính xác hơn. Như vậy là Trezor là người đầu tiên rời sân và Doku sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà Trezor để lại. Brunks là người sẽ rời sân và nhường chỗ cho Mangala. Trong khi đó thì Jan Vertonghen là người sẽ rời sân và Andakin là người sẽ thay thế vị trí mà trung vệ kỳ cựu này để lại. Ba sự thay đổi người liên tiếp của đội tuyển Bỉ. Lúc này với hai bàn dẫn trước thì rõ ràng Tedesco có quyền để thử nghiệm nhiều hơn. 2-0 không phải là một tỷ số có thể nói là quá lớn trong bối cảnh trận đấu vẫn còn khoảng hơn 40 phút tính cả bù giờ. Tuy nhiên với thế trận hiện tại và sức mạnh của Estonia cũng chỉ đến mức là thi thoảng gây ra một vài sóng gió nhẹ trước khung thành của thủ môn Sens thì đội tuyển Bỉ hoàn toàn có thể yên tâm để thực hiện những phương án thay đổi người theo phong cách thử nghiệm và cũng thoải mái hơn trong khâu tấn công.
Teniste. Và đột phá không thành công của Pum. 10 vào sân nên Doku rất khỏe. Điểm mạnh của Doku là những tình huống bám biên và sau đó cắt vào trong thực hiện những pha dứt điểm bằng chân phải. Thi thoảng chúng ta cũng sẽ thấy Doku có những pha băng lên từ hàng tiền vệ và dứt điểm chính diện khung thành của đối phương. Pum. Tillemang. Vậy là Estonia có sự thay đổi người thứ hai. Người rời sân là số 20 Pum. Pum đã có một trận đấu có thể nói là để lại rất nhiều ấn tượng. Số 8 Anier là người sẽ vào sân. Các cổ động viên của Estonia không quá thất vọng sau khi họ đã để cho đội khách Bỉ dẫn trước 2 bàn trong 45 phút đầu tiên. Họ cũng hiểu rằng đây là một trận đấu quá khó khăn khi mà đối thủ là đội được đánh giá trên lý thuyết là mạnh nhất ở bảng đấu này. Lukaku. Những đường tấn công của Estonia luôn thiếu tính chính xác và sự đột biến ở những đường chuyền quyết định. Họ không có một trung phong có thể nói là đủ sức nguy hiểm để thu hút bớt nhân lực phòng ngự bên phía đội tuyển Bỉ. Trong những phút đã qua thì đội khách chưa bao giờ phải dùng tới 2 người để bắt một vị trí bên phía Estonia. Carrasco.
Chite. Một tình huống phối hợp không tốt. Pha trả ngược của Lukaku vừa rồi là theo cảm giác và theo bài. Tuy nhiên không có người đồng đội nào tiếp ứng cả. Đội khách vẫn đá rất chậm rãi. Họ không cần phải vội và cũng không có lý do gì để phải vội ở thời điểm này cả. Pha đi bóng rất khéo léo. Tuy nhiên đúng như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ thì ở những tình huống quyết định, các cầu thủ Estonia vô phương hướng. Họ không có một trung phong đủ giỏi để thu hút nhân lực phòng ngự của đối phương và thực hiện những pha đón lõng tốt. Và bản thân các cầu thủ Estonia ở cả hai cánh, họ cũng có nhãn quan chiến thuật không hề tốt và thường xuyên bị bế tắc khi đi bóng đến sát khu vực vòng cấm của đối thủ. Rất nỗ lực. Chúng ta đang xem lại pha đi bóng của Lukaku. Đây là một tình huống mà Lukaku đã không thể vượt qua sự truy cản của đối phương. Trong bối cảnh hậu vệ của Estonia đã chạm bóng trước. Và đương nhiên là không có penalty cho đội khách. Doku. Người đang bị đau là Yuri Tillemans. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Bỉ. Và đây là bàn thắng thứ hai. Trên bảng điện tử thì cả hai bàn thắng của đội tuyển Bỉ đều được ghi do công của Lukaku. Tuy nhiên Lukaku sẽ là người tiếp theo của Bỉ rời sân. Sự thay đổi người thứ tư của ông Tedesco. Michy Batshuayi. Tiền đạo mang áo số 23 của đội tuyển Bỉ là một trong những người
thi đấu rất nhiều câu lạc bộ trong những năm đã qua của sự nghiệp. Tuy nhiên ở tất cả các câu lạc bộ thì Batshuayi thường xuyên không để lại dấu ấn. Một câu lạc bộ mà cả Batshuayi và Lukaku từng khoác áo đó là Chelsea. Tite. Với việc tung vào sân tới 4 cầu thủ ở trong những phút qua của hiệp 2 thì Tedesco hy vọng là các nhân tố dự bị được tung vào sân ở trận này có thể tạo ra sự đột biến và những con tính mới lạ trong sơ đồ chiến thuật của ông. Một pha không hiểu vị trí đến từ cả Doku và Tite. Họ dường như đã bị dẫm chân lên nhau ở trong pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Bỉ. Carrasco. Doku. Đây là Tielemans quả treo bóng. Số ít cổ động viên đội tuyển Bỉ trên sân Tallinn ngày hôm nay đang được hưởng niềm vui. Cập nhật nhanh một số kết quả của các trận đấu đang diễn ra cùng giờ với trận đấu mà quý vị và các bạn đang theo dõi. Lúc này thì Na Uy vẫn đang dẫn trước Cộng hòa Síp với tỷ số là 3-0. Hungary đang dẫn Litva 1-0. Bulgaria đang dẫn Serbia 1-0. Áo và Thụy Điển vẫn đang có tỷ số là 0-0. Trong khi đó, ở bảng E thì Moldova đã gỡ được một bàn trước Ba Lan và họ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong khi đó thì quần đảo Faroe cũng đang có tỷ số 1-2 tương tự trước Albania. Tại bảng G thì Bồ Đào Nha và Iceland vẫn đang hòa nhau 0-0. Trong khi đó thì Bosnia đang bị Luxembourg dẫn 1-0 trên sân nhà. Slovakia trên sân khách đang dẫn 1-0 trước Liechtenstein. Trong khi đó, trận đấu giữa Scotland và Georgia, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Scotland, thì trận đấu đã bị hoãn bởi lý do thời tiết. Sapinen là người rời sân tiếp theo bên phía Estonia.
Sorga là người sẽ thay cho Spinen. Doku, một pha đi bóng rất hay của Doku. Tình huống sở trường của tiền đạo số 7. Phút thứ 75 và vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào cho thấy Estonia có thể có bàn rút ngắn cách biệt, chứ chưa nói đến là việc họ có thể gỡ hòa ở trong trận đấu này. Batshuayi. Pha đảo hướng và dứt điểm cận chân với lực rất tốt của Bichi Batshuayi. Tuy nhiên, sự chính xác vẫn chưa đến từ tiền đạo mang áo số 23. Trong những năm đã qua, khi chơi dưới rất nhiều những màu áo khác nhau, thì Michy Batshuayi được nhận xét là người có kỹ thuật, có khả năng tranh chấp tay đôi và tốc độ khá tốt. Nhưng kỹ năng dứt điểm của tiền đạo này sau bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ. Doku, Carrasco đang di chuyển. Bóng trả ngược cho Tite. Tiếp tục là Doku. Dứt điểm. Một tình huống lộn xộn trước khung thành của Estonia. Tite. Tiếp tục là số 3. Đội tuyển Bỉ đang liên tục hãm thành với mong muốn là tìm kiếm bàn thắng thứ 3 ở trong trận đấu ngày hôm nay, qua đó dứt điểm luôn trận đấu với Estonia. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất chậm. Một trong những lý do dẫn đến việc này là các cầu thủ chủ nhà Estonia đang thực sự rất bế tắc. Trong khi đó, với những sự thay đổi người trong hiệp 2 thì đội tuyển Bỉ của huấn luyện viên Tedesco vẫn chưa ăn khớp với nhau ở rất nhiều vị trí. Chúng ta có thể thấy một trong những pha bóng minh chứng cho điều đó là việc đã có hai tình huống mà Doku cùng với Tite đứng rất sát nhau trong một tình huống bóng xuống biên trái của đội tuyển Bỉ. Đội hình này của những chú quỷ đỏ tại châu Âu đang cần thêm rất nhiều thời gian để có thể tập luyện và ăn khớp với nhau hơn trước khi bước vào chiến dịch Euro 2024 diễn ra tại Đức. Estonia tiếp tục thay đổi người. Teniste là người sẽ rời sân. Trận đấu khá năng nổ và để lại một số dấu ấn của số 23 bên phía Estonia. Renkov là người sẽ thay cho Teniste.
pha lùi sâu lấy bóng của Batshuayi. Doku căng ngang. Những pha đi bóng sơ trường của Doku bên phía hành lang cánh trái. Tiếp tục là Doku. Chilamang dứt điểm từ xa. Quá thiếu chính xác. Chilamang đã có cả không gian và thời gian. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi của anh thực sự là cầu thả. Phản công cho Estonia. Không thành công. Ở trong những phút cuối như thế này thì ngay cả việc thể lực, các cầu thủ Estonia cũng đang tỏ ra là không vượt trội hơn so với đối thủ. Ở trong 30 phút đầu tiên của hiệp 1 thì Estonia lộ rõ ý định là phòng ngự chặt, không nhất thiết là phải tổ chức quá nhiều tình huống phản công. Họ muốn giữ sức để có thể bung ra ở những thời điểm quyết định, có thể là trong hiệp 2. Tuy nhiên với hai bàn thua phải nhận chỉ trong khoảng 3 phút đã khiến cho mọi kế hoạch của Estonia sụp đổ. Đội tuyển Bỉ coi như đã nắm chắc 3 điểm ở trong tay và họ sẽ còn vui hơn nữa khi ở trận đấu cùng giờ Áo và Thụy Điển. Lúc thời điểm trận đấu giữa Estonia và Bỉ đang diễn ra ở phút 82 như thế này thì trận đấu giữa Áo và Thụy Điển đang ở phút thứ 76 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Nếu như kết quả của hai trận đấu mà chúng tôi vừa nhắc tới được giữ nguyên thì Áo là đội sẽ có 8 điểm sau 4 trận ở bảng F, còn Bỉ sẽ có 7 điểm sau 3 trận, còn Thụy Điển sau 3 trận họ chỉ có 4 điểm mà thôi. Quyền quyết định và lợi thế rõ ràng sẽ nghiêng hẳn về Bỉ sau lượt trận này nếu như kết quả của trận đấu giữa Estonia và Bỉ cũng như trận đấu giữa Áo và Thụy Điển được giữ nguyên. Bóng thuộc về quyền kiểm soát của các cầu thủ Estonia. Trận đấu đã bước sang phút thứ 84. Những nhân tố mà huấn luyện viên Tedesco tung vào sân trong hiệp 2 vẫn chưa thể hiện được điều gì cụ thể như là một bàn thắng dành cho đội tuyển Bỉ. Đã có những pha đi bóng năng nổ của Doku bên phía hành lang cánh trái, nhưng như vậy là chưa đủ. Tiếp tục là Doku,
pha rẽ bóng không thành công của số 7 bên phía đội tuyển Bỉ. Carrasco. Đây là Tite. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Lúc này thì sự quan tâm của huấn luyện viên Tedesco bên phía đội tuyển Bỉ không phải việc là đội bóng của ông có thể ghi thêm bao nhiêu bàn thắng nữa vào lưới Estonia, mà kết quả của trận Áo và Thụy Điển có giữ nguyên như những gì đang xảy ra trong hiện tại hay không. Và ngay khi mà chúng tôi vừa chia sẻ quan điểm vừa rồi thì lưới của đội tuyển Thụy Điển đã rung lên. Một không cho đội tuyển Áo. Đây là kết quả mà đội tuyển Bỉ không hề mong muốn. Cơ hội cho Estonia. Rất khó để tìm kiếm bàn thắng từ những pha dứt điểm như vừa rồi của Anier. Chúng ta đang được xem lại hai pha lập công của đội tuyển Bỉ ở trong 45 phút đầu tiên. Tite là người cuối cùng của đội tuyển Bỉ rời sân, sự thay đổi người thứ 5 của huấn luyện viên Tedesco. Zeman là người được tung vào sân. Một trận đấu không thực sự quá nổi bật của Tite, tuy nhiên anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bên hành lang cánh trái. Những pha đánh chặn từ xa cùng các pha xuống biên gây sức ép rất tốt của Tite phần nào đã giúp cho các tiền đạo của đội tuyển Bỉ trong những phút đã qua có một khoảng không gian tốt hơn. Đặc biệt là trong những phút vừa qua, chúng ta thấy Doku thường xuyên có những khoảng không rất rộng để có thể thi triển những kỹ năng nổi bật của mình là tốc độ và sự lắt léo. Một phần cũng bởi Tite đã có những pha dâng cao và thu hút bớt nhân lực phòng ngự bên phía Estonia.
Pha quả người không thành công của Batshuayi. Bakayoko quá đơn giản. Như vậy là cuối cùng thì số 19 bên phía đội tuyển Bỉ cũng đã có được điều mình cần. Một trận đấu rất hay, tạo được nhiều điểm nhấn của Bakayoko. Và ở phút thi đấu chính thức cuối cùng thì tiền đạo mang áo số 19 bên phía đội khách đã có được điều mình cần. Những tưởng Bakayoko sẽ là người rời sân trong hiệp 2 bên phía đội tuyển Bỉ, sau những sự thay đổi người của Tedesco thì cuối cùng thuyền trưởng của Quỷ Đỏ vẫn giữ cho Bakayoko một vị trí trên sân để anh có thể có được điều mình cần. Và ở đúng phút cuối cùng thì Bakayoko đã ghi bàn. Pha chuyền bóng rất hay của Yannick Carrasco. Một pha bóng cho thấy kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật tốt của tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid. Một pha đá bóng đơn giản của Bakayoko. Cú đệm lòng bằng chân trái, chân không thuận của số 19 bên phía đội tuyển Bỉ cũng đủ để đánh bại thủ thành Hein bên phía Estonia. Góc sút, thời gian xử lý bóng vừa rồi ở trong tình huống Bakayoko ghi bàn là quá thuận lợi. 4 phút bù giờ trong hiệp 2 và rất có thể là đội tuyển Bỉ sẽ có thêm một bàn thắng nữa. Không được. Các cầu thủ Estonia đã có một trận đấu đáng khen về sự nỗ lực và sự kiên định của họ. Mặc dù đã để thua tới 3 bàn nhưng các cầu thủ Estonia vẫn không nản chí. Họ vẫn rất quyết tâm để có thể tìm được bàn gỡ danh dự ở trong trận đấu này. Ở trong bảng H này thì rõ ràng Estonia và Azerbaijan là những đội bị đánh giá yếu nhất. Bản thân họ có lẽ cũng không đặt mục tiêu là giành vé đến Đức vào mùa hè năm sau, khi Áo, Thụy Điển và Bỉ tỏ ra quá vượt trội. Một tình huống tấn công nữa của đội tuyển Bỉ. Một không gian rất thoáng để cho Carrasco. Đi bóng khéo léo, dứt điểm. Tiếp tục là Carrasco. Không có cú dứt điểm thứ hai đến từ tiền vệ đang chơi cho Atletico Madrid. Rất bình tĩnh. Những cơ hội cuối cùng để đội chủ nhà có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự. Pha dứt điểm như một dấu chấm hết cho Estonia ở trận đấu này. Và ở trận đấu cùng giờ thì đội tuyển Áo đã nâng tỷ số lên 2-0 trước Thụy Điển. Như vậy là sau lượt đấu này thì Áo vẫn là đội dẫn đầu bảng H, trong khi đó thì Bỉ sẽ vươn lên vị trí thứ 2. Trận thua này sẽ khiến cho Thụy Điển bị tụt lại rất sâu trong cuộc đua với Bỉ và Áo. Như vậy là 90 phút trên sân vận động Tallinn đã khép lại. Estonia đã không thể gây ra bất cứ bất ngờ nào trước đội tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn rất nhiều.
đội khách đã giành chiến thắng 3-0 với cú đúp của Romelu Lukaku và một bàn thắng của Bakayoko ở phút thứ 90. Một trận đấu không quá xuất sắc của các nhân tố bên phía đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, với trình độ và đẳng cấp chênh lệch hơn hẳn so với Estonia, thì những chú quỷ đỏ vẫn biết cách để giành chọn 3 điểm, có đó tiếp tục mục tiêu là chiếm ngôi đầu bảng của đội tuyển Áo trong những trận đấu tiếp theo. Đây là một thất bại không quá bất ngờ với Estonia và rất đáng khen cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ từ những phút đầu tiên cho tới những phút cuối cùng. Số ít cổ động viên của đội tuyển Bỉ trên khán đài sân vận động Tallinn ngày hôm nay đã được hưởng trọn niềm vui. Trước mắt họ vẫn còn những hành trình tiếp theo của khuôn khổ vòng loại Euro 2024 để có thể đến được Đức vào mùa hè năm sau. Vừa rồi là phần tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Estonia và Bỉ thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024 trên sóng truyền hình MyTV. Buổi tường thuật của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.